Chào tất cả anh chị. Thì hôm nay khá là nhiều anh chị mình á yêu cầu á thì bảo khui thử nội thất nè, à nhầm, nội thất rô ruột bên trong của máy may 6400 thương hiệu Hucan nha. Đó, mẫu này á thì bảo luôn luôn quảng cáo này, chất lượng ok, tốt, mà nhiều anh chị mình á bảo là nội thất ra sao. Đó mà cứ quảng cáo á là khi nào cũng thấy mức giá ngon này, tốt, làm công trình. Rồi hôm nay sẵn đây bảo có khui một con máy 6400 ra cho quý anh chị mình xem của hãng Hucan nha. Hucan 6400 này á thì bây giờ mức giá phải nói là siêu bèo luôn nha. Đó, mức giá bán cỡ này thì những anh á mà như là Makita này, hàng nhái này, với lại hàng chợ lớn kém chất lượng là thấy Hucan á là núp bóng đầu hàng luôn quý anh chị à. Rồi trước tiên nha, mình vào nội thất luôn rồi báo giá sau cho quý anh chị mình. Rồi bên trong á thì công ty Hucan á thì cũng gia công này rất là đẹp nha. Đó, phần bên trong này á là lõi từ quấn bằng dây đồng cho quý anh chị mình cả nha. Đó, em quay tới đi. Rồi tiếp tục nè, về phần á xa to nha, đó rô to, xa to thì anh chị mình hay gọi chung là vậy. Rồi ở đây á là cái phần này á sẽ có 500 từ nên là mình xài á thì luôn luôn quay á thì có một âm thanh này, đó hít rồi nhả, hít nhả là do phần ở bên trong này nha. Đó, tiếp tục công ty cũng gia cố cho anh chị mình á là đầy đủ như là bạc đạn này, đó hai phần đầu này là được kẹp thêm đồ đó để cứng chắc hơn. Rồi tiếp tục ở bên trên đầu sẽ là nhôm thép đầy đủ nha. Đó, có sẵn ở đây. Và Hucan bây giờ là đã chuyển qua một dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn, nên là lúc bảo review này, test thử âm thanh thì cây nào cũng êm nha. Đó, thực tế luôn, ba cấp chỉnh số này, lúc lên tua cũng như là xuống tua cực kỳ êm luôn. Đó, cây nào cũng thế nha. Đó, trăm cây như một luôn nha. Đó, vì chung một dây chuyền, mà dây chuyền này á thì hầu như là robot sản xuất không quý anh chị ơi. Rồi, mức giá cực kỳ tốt luôn cho mẫu 6400, mẫu này bán cực kỳ nhiều nha. Rồi, 520.000 là thân không quý anh chị nha. Đó, chưa bao gồm pin sạc mà giá 520.000 là đầu tiên nè. Lên chương trình bảo bao ship cái đà, tức là mình về đến đó mình đặt hàng nhà bảo đúng không, giao đúng 520.000 thôi, không tốn bất kỳ nghìn đồng nào tiền phí cả. Đó, trả đúng 520.000. Rồi tiếp tục, đó những video á mà được tháng đầu năm này thì bảo cố gắng tặng thêm quà nha, tặng thêm cho quý anh chị mình. Cứ mua một thân máy là tặng thêm một thước dây chính hãng Hucan. Rồi thước này có bảng á là 2.5 nha, đó để mình xài. Rồi thước kéo nút số lớn này, đó mà đặc biệt là Hucan á cũng làm cực kỳ á sắc nét này, dễ nhìn nha. Toàn bộ số đều là màu trắng, mà cứ đến số chẵn á là 10 này, 20, 30 đó là làm số màu đỏ nha, dễ thấy hơn. Rồi thước kéo này 5m tặng kèm khi mua thân máy. Rồi mình vào thông số của máy đi nha, cho quý anh chị nào xài công trình thì Hucan đáp ứng toàn bộ nha. Đó, mình có thể leo nóc nhà, cắt mái tôn, rồi làm những công việc mà không có dây điện rườm rà thì mình xài em máy pin này á là tuyệt vời luôn. Rồi mã máy này cho quý anh chị mình á là HKAGS6400BL, trang bị là motor brushless không chổi thang nha. Rồi có hàng ba cấp chỉnh số luôn để mình xài nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và có báo pin luôn nha. Tiếp tục, máy sẽ có một nút khóa công tắc, và đương nhiên nhiều anh chị mình nó cũng hay hỏi là có chức năng này chống khởi động lại không, thì máy sẽ có nha.
Và đặc biệt lúc quý anh chị mình cắt, đang cắt tốc độ cao mà lưỡi vừa thì máy sẽ tự ngắt luôn, cho an toàn lúc anh chị mình sử dụng nha. Rồi logo á, khu can dập nổi trên thân máy không hề dán nha, để phòng trường hợp sau này có hàng nhái này đó tràn ngập trên thị trường thì Hukan làm chữ nổi như thế này là yên tâm nha. Có hộp nè, giấy đi kèm nha, kèm theo những món đồ á, khá cần thiết như là tay cầm nè, gắt te khóa mở, rồi gắt te toàn bộ á, thì bảo thấy cũng khá là dày nha, không phải quá bèo đâu. Đó, tay cầm cũng lớn nè. Rồi 520.000 một thân máy, tặng kèm thêm thước dây, thước kéo của Hukan, bao ship tận nhà, chỉ có 520.000 một thân. Rồi sau này nếu mà anh chị nào á cần mua thêm như là pin này, sạc thì bên Bảo có đầy đủ nha. Đó, mình xài một thời gian này, pin anh chị mình á đang yếu, sắp hư thì có thể ủng hộ thêm pin sạc, chưa có thì mình có thể đặt ngay luôn. Rồi muốn đặt hàng sản phẩm thân máy mài Hukan 6.400, đang dịp giảm giá tặng quà, được bao ship thì mình có thể nhanh tay tới cửa hàng nhà Bảo test máy, xem là có êm như là Bảo review không nè. Cây nào cũng thế nha, đó không phải một cây đâu, nhâm số lên xuống cực kỳ mượt nha. Rồi muốn đặt hàng hoặc là tư vấn thì quý anh chị mình nhắn tin hoặc là gọi điện cho Bảo qua 3 số hotline. Rồi Bảo xin kết thúc chương trình thân máy mài Hukan này, khui nội thất bên trong máy cho quý anh chị mình xem tại đây.